Sau đây mình xin giới thiệu bạn mẫu BWS 26i. Mẫu này có điều rất đặc biệt, đó là cái phần này. Đây các bạn có thể thấy nó làm rất là chắc chắn và rất là đẹp. Nó về cả ngựa luôn. Và cái hoa văn của nó về miệng lỗ. Đây mình sẽ cho bạn xem cần gà. Chữ BWS từ năm 1988. Thương hiệu BWS này thì làm đã rất lâu rồi. Tất cả đều rất là sướng. Từ phím này đến gia công này, đến chất liệu gỗ. Cái này là gỗ mahogany. Và dây, dây này là dây Aquila A22. Nên mình xin đánh thử một đoạn cho bạn nghe thử âm thanh.